thì ở đây có một bạn trong nhóm mình đã trúng được 999 ngàn tiền nó đã cộng vào thẻ rồi nha anh em thử vận may đi biết đâu các bạn lại trúng 999 ngàn thì sao anh em có thể lên cửa hàng tìm tên ứng dụng có tên là SmartPay chuyên gia thanh toán tải ứng dụng về hoặc là bên dưới phần mô tả video mình có để đường link ha anh em có thể nhấn vô cũng được với ứng dụng này thì chúng ta phải đăng ký bằng số điện thoại nha bấm vô tiếp tục này khi chúng ta nhận được mã OTP anh em nhập vô là được. Tiếp tục thì anh em sẽ tạo cho mình một cái mã pin nhé. Ở đây mã pin gồm 6 số thì anh em có thể tạo là 123456 hoặc là một cái số nào mà bạn dễ nhớ là được, ngày sinh chẳng hạn. Nếu như máy của bạn có chức năng nhận diện bằng cái vân tay ấy thì anh em có thể sử dụng luôn nhé. Thực hiện ngay này. Đó là được. Đầu tiên thì anh em sẽ về phần tôi nhé. Sau đó bạn bấm ô chữ là mời bạn bè cùng trải nghiệm ví này có phải trên cùng nó có hộp quà bạn sẽ nhập cho mình một cái mã giới thiệu trước sau đó thì anh em mới bắt đầu là định danh nhá thì anh em mới nhận được phần thưởng sau khi định danh thành công đây là cái mã giới thiệu của mình và mình không thể tự nhập cho bản thân mình được mình chỉ nhập được người khác thôi đó anh em có thể là nhập cái mã của mình hình như nhận được 20k thì phải nhưng mà cái thời gian nó gửi 20k khá là lâu nhá có khi cả tuần anh em mới nhận được đấy còn những bạn nào mà định danh rồi mới nhập á, thì mình không biết là nó có gửi hay không nhá tại vì theo như quy định anh em phải nhập trước sau đó mới định danh về cái sự kiện mà đi tuyển rép á thì anh em có thể vô phần ưu đãi để tìm kiếm nhá có lúc sự kiện nó hoạt động cũng có lúc nó hết sau một thời gian nó lại có anh em có thể vô đây tìm hiểu hiện tại thì áp lát quá anh em mình không thể vô review cho anh em được anh em thông cảm phần này nhá với ứng dụng smartpay này á thì anh em cần phải định danh định danh thì chúng ta có thể sử dụng chứng minh nhân dân cũng được ha dùng hộ chiếu cũng được này thì ở đây mình sẽ dùng chứng minh nhân dân thẻ căn cước cho nó tiện cho phép này nếu như trên máy của bạn mà có ảnh đổi ấy, thì chúng ta bấm vào góc phải dưới cùng này, đó. Còn nếu như chưa có anh em có thể chụp ảnh trực tiếp được luôn nhé Sau khi anh em chụp mặt trước, mặt sau và selfie gương mặt của bạn thì anh em cần phải đợi ít nhất là một phút nhá để nó xử lý. Nếu như thành công thì nó sẽ chuyển qua cái giao diện là hồ sơ cá nhân giống như mình ha. Trong trường hợp mà thất bại thì chúng ta lại chụp lại từ đầu thôi. Sau đó bấm chữ cập nhật thông tin này. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc cập nhật thông tin rồi nhé. Chúng tôi sẽ thông báo ngay sau khi thông tin này được kiểm tra, muộn nhất là sau 24 giờ. Anh em thấy nó có sự kiện đoán lì xì trúng lọc đầu năm này bấm vô. Ở đây mình đang có một lượt đoán lì xì này mình sẽ bấm vô chữ là chơi ngay. Để xem có may mắn không nào. Chọn một trong ba bao may mắn nhé. Rồi bao nào đây? Màu đỏ đi. thôi được có 999 đồng thôi. Và nó có thêm một cái mã dự thưởng phía dưới này. Ừ, nếu như anh em nào mà may mắn á Thì ở đây có một bạn trong nhóm mình đã trúng được 999 ngàn Tiền nó đã cộng vào thẻ rồi nha Anh em thử vận may đi Biết đâu các bạn lại trúng 999 ngàn thì sao Chúng ta bấm vào chữ là thêm lượt này Vào game đoán lì xì á Thì chúng ta nhận được một lượt giống như mình hồi nãy đúng không Kết thúc sau 41 ngày Thời gian còn khá là nhiều ha Chia sẻ lên facebook chúng ta được thêm một lượt này Nạp điện thoại trả trước được một lượt này Và mỗi ngày anh em có thể làm 10 lần Đấy còn những cái khác là một lần này mua mã thẻ di động cũng được 10 lần này được lượt chơi đó anh em có nghĩa là chúng ta mua 10 cái mã thẻ thì anh em sẽ nhận được là 10 lượt chơi cho mỗi lượt mua lì xì cho bạn bè thì anh em sẽ nhận được là 50 lần đó có nghĩa là chúng ta sẽ chéo được nhá quét mã thanh toán thì mỗi lần chúng ta sẽ được hai lượt chơi và mỗi ngày sẽ được làm 10 lần nhá cái giải thưởng của trò chơi đoán lì xì này á, thì anh em sẽ nói chung là random lắm anh em cao nhất chúng ta sẽ nhận được là 999.999 .999 đồng nhá thấp nhất là 999 đồng đọc mà méo cái mồm rồi phía dưới này anh em có thể tham khảo này rồi sự kiện nó bắt đầu từ ngày hôm nay là từ ngày 11 tháng 1 nha anh em cái quy định của nó thì hơi gắt thì phải chỉ áp dụng cho khách hàng mới tạo quý sau ngày 11 tháng 1 2021 có nghĩa là nếu như anh em tạo từ ngày hôm nay á thì anh em vẫn được chơi nhá và nếu như anh em nào mà tạo trước ngày hôm nay mà chưa phát sinh giao dịch nào á, thì vẫn được chơi luôn đó nó nó khác cái thằng Zalo uh, Bay ở chỗ á nếu như anh em nào mà đang tham gia cái sự kiện của Zalo Bay ở thời điểm hiện tại á thì nó bắt bạn phải có giao dịch phát sinh à, phát sinh giao dịch vào tháng 6 năm 2020 thì mới được tham gia ở đây còn có top cao thủ lì xì này anh em có thể tham khảo ha thánh lì xì nữa <laughs> này rồi lộc vàng may mắn nữa này đó châu vàng 200 triệu ha chín chi vàng 24 k hoàn tiền một triệu này ở đây có khá là nhiều giải thưởng ha